Xin chào các thầy cô. Kính chúc các thầy cô có một ngày mới tràn đầy hứng khởi và mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay sẽ là một ngày thật nhiều niềm vui, nhiều bình an và nhiều hạnh phúc. Cách đây ít hôm, tôi có viết một bài có tựa đề là Làm mới tình thầy trò. Thật vui vì bài viết đó cũng nhận được sự đón nhận của các thầy cô. Cảm hứng để tôi viết bài này đó chính là nhờ tin nhắn của một đồng nghiệp cũ. Cô đã gửi cho rất nhiều những cái bài viết của học trò, viết về thầy giáo. Năm ngoái các bạn ấy còn học lớp 1, còn chưa biết viết. Năm nay các bạn ấy đã học lớp 2 và đã biết viết rồi. Nhìn nét chữ của các bạn ấy thì đáng yêu vô cùng. Thật sự rất là xúc động. Hôm nay xin được thu âm bài viết Làm mới tình thầy trò như là một món quà để gửi tặng cho các thầy cô. Hy vọng là các thầy cô có thể là nghe cái bài này trong những lúc mà rảnh rỗi, trong lúc rửa bát nấu cơm hoặc là lúc chuẩn bị đi ngủ, để có thể là làm mới tâm hồn của mình. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Khi chúng ta lựa chọn nghề dạy học, thật đáng tự hào. Hãy nhớ tới khoảnh khắc đầu tiên mà thầy cô đứng trên lớp. Có những hồi hộp, có những lo lắng. Nhưng khi dạy xong bài giảng, thì là một cảm xúc rất hạnh phúc. Có lẽ nhờ những nhân duyên tốt đẹp nào đó mà vũ trụ đã sắp đặt cho chúng ta để trở thành người mà đứng ở trên bục giảng. Bên cạnh đó, không ít những đêm dài, thầy cô phải thức để soạn giáo án, phải suy ngẫm về bài giảng để tạo hứng thú cho học trò, phải hoàn thiện bao nhiêu sổ sách giấy tờ và rất rất nhiều những công việc ở trong lớp, cũng như là công việc ở trong trường. Bên cạnh việc gia đình, việc dạy học, nhiều thầy cô vẫn còn phải làm thêm những công việc ngoài giờ để mà trang trải cho cuộc sống của mình. Dù áp lực, dù khó khăn, nhưng khi lên lớp, học trò sẽ luôn thấy thầy cô với những nụ cười rạng rỡ trên môi, trong bộ quần áo gọn gàng, tinh tường. Có những khi giảng bài tới 5 tiết, 6 tiết một ngày, thậm chí là buổi tối, có những thầy cô vẫn còn phải đi dạy nữa. Mệt mỏi là thế, vất vả là thế, nhưng vẫn hăng say và vô cùng nhiệt huyết. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên. Từ xa xưa, vai trò của người thầy luôn luôn được trân trọng và được tôn vinh. Nhưng cũng đến lúc thầy cô cũng cần phải chia sẻ những cảm xúc, những suy ngẫm của mình cho học trò biết. Không một ai trên đời hoàn hảo. Là người thầy, là người cô, cũng như vậy. Mệt thì nói là mình mệt, buồn thì nói là mình buồn, giận thì nói là mình giận. Và học trò thì rất là nhạy cảm. Các bạn ấy sẽ hiểu và sẽ có kết nối với thầy cô. Có thể khó khăn thì vẫn còn đó, khối lượng công việc thì vẫn như vậy. Nhưng nỗi niềm được chia sẻ thì sẽ vơi đi rất nhiều. Khi gánh nặng tâm lý được tháo xuống, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn. Như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, thầy cô sẽ tỏa sáng và trở thành một tấm gương để học trò noi theo. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập Tự làm mới mình. Mời các thầy cô hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ, thật nhẹ. Thư giãn, thư giãn. Cảm ơn học trò đã mang đến những nụ cười, ánh mắt và lời nói hồn nhiên. Mỗi giờ lên lớp, thầy cô nhận được bao nhiêu năng lượng tích cực
nhờ có học trò mà thầy cô mới được là thầy cô đúng nghĩa. Cảm ơn học trò đã giúp thầy cô trưởng thành hơn, hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn những tình huống khó khăn, thầy cô mới học được cách kiên nhẫn và làm bạn với những cảm xúc của mình. Cảm ơn học trò đã vô tư, dễ thương và tài năng như thế. Thầy cô xin lỗi vì có lúc đã khiến cho học trò buồn. Thầy cô không hoàn hảo. Thầy cô cũng đang trên con đường học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Học trò có những thay đổi về tâm lý mà thầy cô chưa hiểu hết. Dù thầy cô rất yêu thương, rất quý trọng, nhưng có thể cách xử lý của thầy cô chưa khiến học trò hài lòng. Thầy cô hiểu, học trò có những nét bản sắc riêng, có thế mạnh riêng. Và hãy nhớ rằng, mỗi lần thấy học trò buồn một, thì thầy cô buồn 10. Thầy cô vẫn đang cố gắng rèn luyện để luôn mang những năng lượng tích cực đến với học trò. Thầy cô hứa với học trò rằng sẽ dành thời gian để chăm sóc tâm hồn mình. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, khi thầy cô giáo hạnh phúc sẽ có thể thay đổi được thế giới. Thầy cô tin rằng khi bản thân mình hạnh phúc thì học trò cũng sẽ hạnh phúc. Thầy cô mong rằng sẽ là những người bạn chân thành của học trò, để khi học trò trở thành những chàng trai, những cô gái trưởng thành, trở về mái trường thăm thầy cô, chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và rất nhiều cảm xúc. Yêu thương học trò như học trò đang là. Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày.